Thần đồng đất Việt. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Quỳnh Quỳnh Quy Quy Channel. Mời các bạn cùng xem tập 30 trò xiếc kinh hoàng. Đi bộ mấy ngày đường mỏi chân quá, muốn rụng chân luôn rồi, lại đói bụng nữa chứ. Tìm chỗ nghỉ chân thôi, đi hết nổi rồi. Phía trước có quán trọ kìa. Xem còn bao nhiêu tiền nào. Chà, còn ít quá nhỉ. Còn mấy đồng chắc đủ thuê một phòng. Thôi kệ, cứ vào nghỉ rồi tính sao, dù gì cũng sắp tới nơi rồi. Ông chủ ơi, còn phòng không vậy? May quá, còn đúng một phòng quý khách ạ. Tốt quá, cho chúng tôi thuê. Ông chủ, còn phòng không? Hả? Thưa, còn đúng một phòng nhưng các vị đây đã. Không nhân nhị gì cả, ta muốn thuê phòng đó. Hừ, người đâu mà ngang ngược thế. Hừ, chúng tôi tới trước mà. Hừ thế chúng mày không biết ta là ai à? Ta là tiến sĩ vừa thi đỗ ở kinh về đây. Hừ, tiến sĩ thì sao chứ? Bọn này cũng đều là hương cống cả đấy nha. Nói cho ông ấy biết, còn đây là trạng nguyên xuyệt. Thôi đừng nói làm chi. He he, hay ho gì cái bọn hương cống thi rớt. Đỗ tiến sĩ như ta mới vẻ vang chớ, he he. Ông, ông. Thôi, để tao cho chúng mày một cơ hội. Chúng mày đổ hương cống chắc cũng biết chút ít chữ nghĩa. Để tao cho chúng mày một vé đối. Nếu đối được thì tao nhường phòng cho. Hừ, đối thử xem nào. Nghe đây bọn ranh con. Ngói đỏ lợp nghè, lớp trên đè lớp dưới. Hí hí, nếu đối không được thì xéo cho mau đây. Trong vế đối có chữ nghè, có nghĩa là tiến sĩ. Lớp trên đè lớp dưới, ý hắn muốn nói hắn giỏi hơn bọn con nít chúng mình đấy. Hừ, láo xược. Câu đối khinh thị lũ hậu sinh chúng mình. Được lắm, tôi đói đây. Đá xanh xây cống, hòn dưới chống hòn trên. Hả? Ồ, hay quá. Cống đối với nghè thật là chỉnh. Hòn dưới chống hòn trên có nghĩa là hậu sinh chúng tôi có khi còn hơn cái ngữ tiến sĩ thói như ông đấy. Ha ha ha, ha ha ha. Chúng mày, chúng mày. Hay hay, cháu bé đói thật là hay. Từ ngữ đơn giản nhưng thật là ý nghĩa. Thế nào, phòng này thuộc về chúng tôi được rồi chứ? Bác chủ quán cho chúng cháu thuê phòng. Tiền đây ạ. Hừ, tức quá, cách. Hừ, nói về văn chương tao có thể thua, nhưng về tiền chắc tụi bay đấu không lại đâu, ha ha. Ông chủ, phòng này thuê chỉ đáng giá vài đồng, nhưng tôi trả ông một lạng bạc. Ông chọn đi, cho chúng nó hay cho tôi thuê. Một lạng bạc ư? Hì hì, dĩ nhiên là cho ngài thuê rồi ạ. Trời, ông chủ làm vậy sao được? Ông không sợ mất khách sao? Hè hè, làm ăn phải để lợi nhuận lên trên hết quý khách ạ. Hè hè, nói nhiều làm chi, đuổi chúng nó đi cho rồi. Bây giờ tối quá rồi, chúng tôi đi đâu tìm ra chủ trọ chứ? Hay ông còn nơi nào ở tạm được? Tiếc quá, không còn phòng nào cả. Hay quý khách ngủ tạm hành lang vậy? Thôi thôi được, đành vậy chứ biết sao. Hè hè, tránh đường cho ta lên phòng coi. Hi hi, trời này ngủ trong phòng thiệt là ấm quá trời, hí hí. Cái tên này, thôi bỏ đi mà. Nhưng hắn cứ trêu tức mình, thấy không? Giờ chỉ muốn đấm cho hắn một cái. Thôi mà, gây sự làm chi mấy trò. Sống ở đời mình cứ hiền hậu là không bị làm sao hết. Thôi thầy ngủ trước nghe mấy trò. Ao, cái gì vậy? Có biết trời lạnh không? Hí hí, xin lỗi ông anh. Tôi tưởng ngoài này không có ai chứ. Người, người. Hí hí, tội quá, sao không chịu kiếm thêm ít tiền, ở trong phòng có phải hơn không? Hí hí. Cái đồ đồ. Bỏ đi cha. Cha, cha đừng để cho hắn chọc tức mà cha. Để cha cho hắn một trận mới hả giận. Hừ, hắn cố tình khiêu khích mình, để con cho hắn một vố. Nhưng chúng ta phải chịu cực đêm nay. Không sao, chỉ cần cho hắn một bài học là thầy hả dạ rồi. Mọi người nghe đây, ta cứ làm thế này. Hay, hay, hí hí hí. Cướp, cướp, bớ người ta, cướp, cướp. Hả, chuyện gì vậy? Nó cướp hết của tôi rồi, cô. Cướp, cướp, cứu tôi. Chết thật mà cứu bác ấy ra. Mau dỡ cái bao này ra. Phật. Bị cướp hả, cướp ở đâu? Chúng nó lấy gì của ông? Cướp hả? Đâu có cướp gì đâu. Hì hì, tôi chỉ đùa cho vui thôi ấy mà. Cái gì? Bộ giỡn mặt hả? Hề hề, thấy đêm khuya buồn tẻ, đùa chút cho vui mà. Hừ,
bộ người ta ở không lắm hả? Điên khùng hết sức. Đùa gì mà vô duyên. Hì hì, không sao đâu, các bác cứ về nghỉ đi ạ. Bực mình hết sức, đang ngủ ngon lành. Cướp, cướp thật rồi, bới người ta. Cái gì? Lại cái thằng cha điên đó. Nhưng lỡ có ai bị cướp thật thì sao? Cứ đến xem sao. Cướp, cướp, cứu, cứu. Bực, hề hề. Hả, lại là ông. Hì hì, tôi lại đùa ấy mà. Cướp. Ơ, cái đồ điên khùng. Hừ, sao mà giỡn dai thế? Cho ông biết chỉ còn một lần nữa thôi sẽ biết tay. À, xin lỗi các bác. Tôi không dám thế nữa đâu ạ. Xin các bác tha thứ cho ạ. Hừ, ông liệu hồn đấy. Ha ha, tí ơi, xong rồi. Vất vả cho thầy quá. Chúng ta bắt đầu hành động nào. Cốc, cốc. Hả, ai gọi vào giờ này thế? Đã ồn à suốt đêm giờ lại còn quấy rầy. Ai thế? Bum, rum, rét, phụp, mau trói hắn lại. Vào vơ hết tiền của hắn nhanh lên. Ha ha, ê, sao lại lấy tiền của hắn? He he, thắc mắc cái gì, lo chạy mau đi, kẻo mọi người tới đó. Đứng lại đoàn cướp. Ha 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 ha, cướp, cướp, bớ người ta cướp. Cái gì là cái lão già điên đó? Thế này thì thật là quá quắt, hết nhịn nổi rồi, cho hắn một trận. Cướp, cướp, nó cướp tiền của tôi. Thế nào, ông bị cướp phải không? Cướp nè, cướp. Cướp này. Phốc bích, phốc bích. À, sao đánh tôi bị cướp mà. Đừng tin hắn, đánh mạnh tay lên bà con. Bọc, đánh cho chừa cái tật đùa dài. Cướp, cướp binh. Ha ha, đau quá, tôi bị cướp thật mà, hu hu hu. Ê ê, ngừng tay coi chừng đánh chết hắn. Mở bao ra xem hắn thế nào. Hừ, bọn ta tha cho đó lão già. Phật trời. Ông nghe, sao lại là ông? Mấy người đánh đã chưa? Hu hu, đau quá. Chúng tôi cứ tưởng là lão già đi với mấy đứa nhỏ. Ta bị bọn nó cướp hết tiền rồi, hu hu. Trời, thế là bị mắc mua bọn nhóc đó rồi. Hèn gì lúc nãy cái lão đó cứ dở trò. Giờ chắc chúng nó cao chạy xa bay rồi. Idiot. Biết chúng nó ở đâu mà tìm đây. Ôi trời sáng rồi à. Tí ơi dậy đi thôi. Ha ha, lên đường thôi. Tí này Sủ thấy hay nay quá. Có chuyện gì thế hả Sủ? Nói đi mẹ giải quyết cho. Chuyện mình làm tối qua thật là không phải. Như thế có khác nào ăn cướp chứ. Phải đó, việc này đâu có trong kế hoạch. Chỉ tại thầy với dần béo. Hừ, có gì mà ấy nấy chứ. Cho tên đó bỏ cái tật láo liếu. Lần sau đừng tưởng có tiền là muốn gì cũng được. Bây giờ mình làm gì với số bạc đó đây? Theo con thì mình nên chén một bữa ra trò để đủ sức về làng. Con lại muốn mua quà cho dân làng hay mua giấy mực để dành học đi. Theo thầy thì mình nên kiếm cái gì đó ăn nhẹ nhẹ thôi. Số còn dư thầy sẽ giữ làm vốn làm ăn. Tại vì gia cảnh thầy khó khăn. Ủa, đâu mất tiêu rồi cả. Ý mày thế nào dần béo? Theo ý con thì mình nên nhịn đói và đi bộ về làng. Hả, sao thế? Tại vì đêm qua chạy gấp quá nên số bạc đó rơi mất rồi ạ. Trời, cái đồ hậu đậu cấp. Có như thế mà cũng giữ không xong. Bây giờ lấy gì mà ăn chứ? Nè, đúng là đồ phi nghĩa thì không xài được. Thôi bỏ đi, ta lên đường đi. Cố lên mọi người. Học, đói quá. Trời ơi, lê bước hết nổi rồi. Thùng thùng. Ô, phía trước có ngôi làng kìa. Mau lên, biết đâu xin được chút gì bỏ bụng. Thùng sen sen. Ô, có chuyện gì mà làng này đông vui thế nhỉ? Tránh ra cho qua chút đi. Trời, đồ ăn. Chú ơi, làng ta có gì mà vui thế ạ? Hôm nay là hội làng ấy mà. Thế cổ này mang đi đâu thế ạ? Thì bày tiệc ở đình cho các cụ hương lão đánh chén. Ực, thèm quá. Hay mình trà trộn vào ăn chực đi. Không được, mình là người lạ sẽ bị nhận ra ngay. Đúng đấy, nhỡ bị phát hiện ra xấu hổ chết.
Thế thì làm sao bây giờ, đói quá hết chịu nổi rồi. Tí cũng đói lắm, để tí nghĩ xem. À hay là tí có cách này, mọi người sẽ được ăn mâm trên, nhưng phải liều một chút. Sao, mọi người có dám không? Đói quá thôi cứ liều xem, ăn trước rồi hãy tính. Xin chào các cụ ạ. Các vị đây là Bấm, chúng cháu là đoàn xiếc ở Kinh Thành. Đi ngang qua đây thấy có hội làng nên muốn vào góp vui ạ. Ồ, hay quá. Đã có thuyền chèo, lại còn có cả xiếc nữa. Hê hê, hội làng sẽ vui lắm đây. Thế các chú làm được trò gì nào? Bấm, trò này đặc biệt ghê rợn, không đâu có đâu ạ. Thế các chú đã ăn uống gì chưa? Hi hi, thú thật là chúng cháu chưa ăn gì ạ. Thế thì ngồi vào đây làm vài bát nào. Chúng mày đâu, mang thêm bát đũa cho khách quý. Nào xin mời, cứ ăn đi rồi diễn cho hay nào. Mong mong hoàng, rột rột ực ực. Ăn nhanh lên đi dần béo. Hà hà, thoải mái quá. Chết rồi, đến lúc mình phải diễn xiếc rồi đó. No nê rồi, hay mình tìm cách chuồn đi tiếp. Không được, đã lỡ hứa rồi thì phải làm. Sao, các vị đã bắt đầu diễn được chưa? Thưa, được rồi ạ. Nào, chúng ta bắt đầu. Xin cô bác nghe đây ạ. Hôm nay chúng cháu xin được biểu diễn một tiết mục độc nhất vô nhị mà mọi người không xem ở đâu được. Đầu tiên, chúng tôi xin 4 cây tre dài và 4 cây vồ lớn. Nhanh lên, chuẩn bị cho họ đi nào. Có tre rồi đây. Con cảm ơn các bác. Chúng tôi bắt đầu diễn đây. Nào, anh em vào vị trí đi. Ồ, bây giờ chúng tôi cần 4 thanh niên khỏe mạnh. Có chúng tôi đây. Tốt lắm, các vị hãy nghe cho rõ đây. Bây giờ các vị hãy kê đầu nhọn của thanh tre vào trôn chúng tôi. Sau đó dùng chày vồ đóng thật mạnh, sao cho cây tre xuyên từ từ qua người chúng tôi. Bum bum. Cho đến khi nào cây tre lòi ra đằng miệng thì ngưng. Xong rồi các vị dựng đứng cây sào lên. Ở trên đầu sào, chúng tôi sẽ múa hát cho làng xem. Trời, cho gì mà ghê quá vậy. Nghe nổi gai ốc hết trơn. Có chắc được không đó? Bám trò này tương đối nguy hiểm. Chúng tôi đã dày công khổ luyện và đi biểu diễn nhiều nơi, nhưng sơ sơ mới bị chết mất khoảng chục người thôi ạ. Trời, thôi thôi, ghê quá. Dẹp cái trò quỷ này đi. Thôi, hay các vị diễn trò nào đơn giản hơn đi. Khốn nổi, chúng cháu chỉ biết mỗi trò này thôi ạ. Chỉ mong các vị đóng cho thật hẳn. Chỉ khi nào cây tre bị đóng chệch đi thì mới chết thôi ạ. Nào, ra tay đi các vị. Làm sao đây? Có nên đóng không? Thôi, tôi chả dám đâu. Lỡ đóng chết họ thì ở tù mọt găng mấy chứ. Thôi, tôi không đóng đâu. Tôi cũng vậy, đi thôi. Ơ, sao thế các vị? Thôi, chúng tôi không chơi cái trò chết người này đâu. Lỡ các ông chết thì làng này ở tù cả đám. Không sao đâu mà, lâu lâu mới bị chết thôi. Thôi, thôi, cho xin đi. Hay là bác này đóng hộ đi. Ai tha cho tôi? Hay là bác dạy? Ấy chết, tôi còn vợ con phải lo. Hay là chị? Trời, tôi đâu có điên. Chà, tiếc quá, không ai chịu đóng nhỉ. Thôi, dẹp cái trò kinh dị này cho rồi đi. Có cho vàng cũng không ai dám đóng đâu. Chà, tiếc quá, nếu không ai dám đóng thì chúng cháu đành. Có ta đây. Hả? Ồ, anh cả voi. Ồ, anh cả à, cẩn thận đấy, coi chừng đóng chết họ. Hừ, họ đã dám diễn, sao ta không dám đóng chứ? Nguy rồi. Ha ha, các ngươi thật là nhát cấy. Đưa cây vồ cho ta. Hê hê, nói cho các ngươi biết, trên đời này ta chẳng biết sợ ai. Hôm nay ta sẽ xiên cọc hết các ngươi, cho bỏ cái thật hên hoang. Ha ha ha. Chết rồi, làm sao đây tí? Bình tĩnh, cứ chờ xem. Bây giờ có trời xuống mới cản được ta. Ta bắt đầu đóng đời. Vô cấp. Trời ơi, cái đồ rách việc. Ô, chị cả voi, bộ rảnh rang lắm hả? Ai ai đâu? Vợ con thì không lo, ra đây lo chuyện bao đồng. Lỡ ông đóng chết người ta, đi ở tù thì bỏ mẹ con tôi cho ai hả? Mẹ nó, bình tĩnh. Tôi phải cho ông một trận chân khôn ra. Đi về nhà như dương với tôi. Việc nhà không lo, lại lo đi diễn xiếc. Phù, mai quá. Hú hồn. Chà, tiếc quá, có một người dám đóng thì lại bị vợ con lôi về rồi. Còn ai dám đóng không ạ? À? Thôi thôi, xin các ngài, chẳng ma nào dám đâu. Tiếc quá, chúng cháu đành phải đi nơi khác diễn dạy. Hẹn các bác dịp khác, chúng cháu đi đây ạ. À. Ha ha ha,
nhờ tí mà chúng ta được một chầu thỏa thích. Nhưng mà hơi liều đó nghe. Bây giờ thì đủ sức đi một mạch về làng rồi. Hi 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 ha ha ha. Nhanh chân lên, sắp về tới làng rồi. Ha ha, sắp được gặp lại mọi người rồi. Bích. Hin hin, cổng làng Phan Thị kia rồi. Sao bao ngày xa cách xúc động quá. Mình sắp được nghỉ ngơi rồi và được ăn no đây nữa. Ực ực. Hit hit, nhưng Tí không còn là Trạng Nguyên, bây giờ vào làng biết ăn nói thế nào. A à, Trạng Tí. Trạng Tí về rồi bà con ơi. Ha ha ha, Trạng Tí về rồi. Ha ha, hoan hô, Trạng Tí đã về. Trời, xin chúc mừng Trạng Nguyên vinh quy bái tổ. Hả, sao sao mọi người lại biết? Mọi người biết Tí đổ Trạng Nguyên nên chờ ở đây đã nhiều ngày rồi. Nhưng con đã bị... Hi hi, chuyện cháu bị tể tướng hại, cả làng đều biết cả rồi. Cái chính là cháu đã đổ cháu ạ. Vậy là vinh hạnh cho làng lắm rồi. Làng còn mong gì hơn nữa chứ. Hi hi, con... Đừng có xúc động quá mà. Bây giờ làng ta cùng rước quan Trạng về nhà nào. Con trở về không áo mão võng lộng, mọi người tha thứ cho con. Hi hi, đừng lo, con hãy nhìn xem. Ô, trời. Hi hi, làng đã chuẩn bị đầy đủ cho con rồi đó. Trời ơi, con không biết nói gì hơn. Đừng nói gì nữa, xin mời quan Trạng lên ngựa. Hi hi, hoan hô, hoan hô. Hi hi, thùng sàng, hoan hô, hoan hô Trạng Nguyên. Ha ha ha, thích quá. Dân mẹo con ơi. Cha, mẹ. Hô hô. Tính con hiền lành như vậy có ai ăn hiếp con không? Thì thiệt chắc con đói lắm phải không? Ô, mẹ ơi, Tí con. Mẹ. Ách. Ôi, con yêu của mẹ, mẹ nhớ con quá. Thì thiệt con phụ lòng mẹ rồi. Đừng nói thế, con mãi mãi là Trạng Nguyên nhỏ của mẹ. Hi hi, con sẽ không rời xa mẹ nữa đâu. Tí ơi, mẹ yêu con quá. Nếu các bạn xem video này thấy hay thì hãy để lại bình luận, nhấn like hoặc đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.